Sau 4 tháng, con trai nuôi Hoài Linh giải nghệ, bạn gái hé lộ tổ ấm ở Sài Gòn. Bạn gái của Hoài Lâm là Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh đời thường gây chú ý của đông đảo fan. Tháng 10, 2018, Hoài Lâm chính thức tuyên bố giải nghệ 2 năm. Lý do nam ca sĩ đưa ra là do sức khỏe và tinh thần không tốt. Sau đó không lâu, một số hình ảnh nam ca sĩ và bạn gái trong tiệc thôi nôi của một bé gái rò rỉ trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã có con sau thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên, cả Hoài Lâm và bạn gái đều không lên tiếng về thông tin này. Sau 4 tháng, nam ca sĩ sinh năm 1995 tuyên bố giải nghệ. Bạn gái kém 2 tuổi của anh là Bảo Ngọc mới đây bất ngờ chia sẻ chùm ảnh căn nhà thành phố Hồ Chí Minh. Cô chia sẻ tổ ấm này có diện tích 42,2m2. Bên trên 18m2 là phòng ngủ, tủ đồ bàn makeup, bên dưới là phòng khách, bếp, phòng làm việc. Được biết căn hộ này Bảo Ngọc mua và ở từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên, do muốn có không gian rộng hơn nên cô sẽ chuyển qua nhà mới. Trước đó không lâu, bạn gái Hoài Lâm đăng tải một khoảnh khắc ngắn của cả hai lên story của Instagram cá nhân. Hình ảnh này nhanh chóng được người hâm mộ chụp lại và chia sẻ rộng rãi. Có thể thấy thần sắc Hoài Lâm đã rạng rỡ hơn hẳn thời điểm chưa tuyên bố giải nghệ. Anh dường như hạnh phúc và an tâm hơn với cuộc sống bình dị hiện tại. Bảo Ngọc và Hoài Lâm biết nhau từ năm 15-16 tuổi. Cả hai yêu nhau được 3 năm rồi chia tay. Sau đó cặp đôi mới yêu nhau lại và gắn bó đến nay. Nói về chuyện tình cảm, Bảo Ngọc từng chia sẻ với chúng tôi, khi bắt đầu yêu, Hoài Lâm chưa nổi tiếng. Trong khi đó, tôi còn khá nhỏ nên gia đình ngăn cấm. Gia đình rất khó nên tôi không chịu nổi áp lực, cứ nghĩ chuyện tình cảm này không thể tiến xa hơn nữa nên mới từng chia tay Lâm. Gia đình chỉ có mình tôi là cháu gái nên giữ rất kỹ. Tôi từng bị cấm dùng điện thoại, dùng mạng xã hội hay đi chơi với bất cứ bạn bè nào. Sau giờ học về nhà tôi chỉ được đi với gia đình. Đến hiện tại gia đình đã thoáng hơn rất nhiều, một phần vì thấy tôi và Lâm trưởng thành và chín chắn hơn trước, cháu gái danh hài Bảo Quốc kể. Thời gian đầu yêu nhau, Bảo Ngọc Hoài Lâm khá thoải mái công khai các hình ảnh thân mật. Tuy nhiên về sau cặp đôi muốn giữ cho mình hơn. Mỗi lần tôi chia sẻ gì trên mạng xã hội là sợ lắm vì được khán giả và truyền thông chú ý, chưa kể là nhiều thông tin theo dệt, Bảo Ngọc chia sẻ. Về dự định tương lai, Bảo Ngọc nói, chuyện lập gia đình tôi nghĩ là do duyên, bây giờ tôi có muốn mà duyên chưa đến thì cũng không được. Mọi người hay bảo, người tính không bằng trời tính. Con gái lớn vừa lấy chồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khoe công chúa Úc xinh hơn chị, mỹ nhân tương lai. Thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, con gái Úc nhà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Khi nhắc đến con gái nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới cô nàng xí ngầu, tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu. Không chỉ sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, xí ngầu còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và chiều cao ấn tượng 1m78 như người mẫu. Xí ngầu đã lên xe hoa về nhà chồng vào giữa năm ngoái với người bạn trai 6 năm Khôi Trần. Hôn lễ của người đẹp sinh năm 1994 được tổ chức tại Mỹ. Mới đây khi con gái lớn đã yên bề gia thất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ chia sẻ nhiều hơn về công chúa Úc mới học lớp 7 nhà mình. Xí ngầu là cô con gái được nhiều người biết đến của nghệ sĩ Hồng Vân. Người đẹp đã lên xe hoa theo chồng sang Mỹ định cư tại Mỹ. Tuy nhiên ít ai biết ngoài Xí ngầu, bà Mai của Gạo Nếp Gạo Tẻ còn có một cô con gái Úc là bé Bí Ngô. Tên thật là Lê Ngô Bảo Châu, hiện đang học lớp 7. Bí Ngô là con gái của Hồng Vân và người chồng thứ hai là nghệ sĩ Lê Tuấn Anh. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, được mẹ ẵm bồng, Bí Ngô đã cao lớn gần bằng mẹ, phỏng phao như thiếu nữ. Ngoài chị gái xí ngầu, cô nhóc còn có một người anh trai tên là Trê Phi. Khi biết đến Bí Ngô, nhiều khán giả nhận xét, dù xí ngầu đã rất xinh đẹp, nhưng công chúa nhà Hồng Vân thậm chí còn dễ thương và có nét hơn chị gái. Dù mới 12 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu gương mặt đúng chuẩn vờ lai, ngũ quan thanh tú, hài hòa. Bí Ngô cũng gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như hot girl. Đang bước vào giai đoạn dậy thì, con gái Úc của Hồng Vân được cho là khá cao ráo so với các bạn gái cùng lứa tuổi. Theo chia sẻ từ nữ nghệ sĩ, Bí Ngô là một cô bé tự tin, hoạt bát, hòa đồng và có thành tích tốt trong học tập. Đặc biệt, cô nhóc bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ từ rất sớm. Thậm chí để con tập trung vào việc học, Hồng Vân đã phải thay con từ chối những lời mời đóng phim, biểu diễn. Bí Ngô hiện đang theo học một trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé cũng yêu thích những nhóm nhạc Hàn như bao bạn bè cùng trang lứa. Có nền tảng gia đình vững chắc lại vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, Bí Ngô, Ngọc Châu được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân của làng giải trí trong tương lai.
Trứng thành bốc phốt quà sinh nhật anh Đức tặng, bạn thân có lòng vẫn muối mặt như thường. Có vẻ như sau nhiều lần bị Trứng Thành ăn hiếp, anh Đức quyết định trôn lại bằng quà sinh nhật không thể nào quên. Trứng Thành anh Đức là cặp bạn thân đình đám showbiz Việt. Vì quá thân thiết nên cả hai không ngại nói xấu hoặc dìm hàng nhau mọi lúc mọi nơi, khiến đối phương không thể ngóc đầu lên nổi. Sau nhiều lần bị Trứng Thành bắt nạt, anh Đức quyết định ăn miếng trả miếng. Và lần trả thù này là ngay vào dịp sinh nhật cậu bạn thân của mình. Anh Đức trôn Trứng Thành khi tặng quà sinh nhật là một chiếc tai nghe không dây hàng tàu. Nhưng khi vào tay anh thì lại trở thành phiên bản limited của Channel và Dior. Nhận được món quà từ bạn thân, Trấn Thành tức tối vô cùng, liền đăng lên trang cá nhân để tố cáo anh Đức với toàn dân thiên hạ. Bạn thân, Mỹ Nam được gả khắp showbiz của tôi nhắn là cả tháng hơn không chọn được quà sinh nhật tặng mày vì thực sự chẳng biết phải tặng cái gì. Tôi nói lại, mày đừng có nặng lòng mấy chuyện này, tao không quan trọng quà mắc hay rẻ. Tao thì tấm lòng là được rồi, nhưng tao thích Dior và Channel. Và đây là giải pháp không thể đắng hơn mà nó dành cho tôi. Cảm ơn sự rộng rãi của mày nha anh Đức. Nguyên văn lời tố cáo của Trấn Thành về món quà sinh nhật từ bạn thân anh Đức. Sau nhiều lần bị bắt gạ cấp showbiz, anh Đức quyết định trả đũa bằng món quà sinh nhật mà Trấn Thành không thể nào quên. Hiểu rõ Trấn Thành thích hàng hiệu, anh Đức tặng quà đúng ý chủ nhân. Anh Đức cẩn thận chọn hẳn tai nghe Dior dòng Limited tặng Trấn Thành. Trước tình bạn thắm thiết của cặp đôi lầy lội này, nhiều khán giả đã để lại bình luận thú vị. Lâu không xuất hiện, nam em lại tăng cân, mập hơn cả nhà Phương mới bầu xong. Nam em ngày càng không thể kiểm soát cân nặng, dính ngải heo lần tiếp theo. Xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của Quế Vân mới đây, nam em lại gây chú ý với diện mạo mẫm mỉm. Vài tháng trước, dân mạng trêu đùa người đẹp bị ngải heo quật vì cơ thể mập mạp quá đà. Một số còn nghi ngờ cô có bầu do vòng hai lớn bất thường. Có lẽ sau một lần trải qua cú sốc tăng cân mất kiểm soát, nam em đã không còn sợ mất hình tượng nữa. Lần này cô vẫn rất tự tin và vui vẻ, trang điểm nhẹ để đi chùa với hội chị em, nam em tươi tắn rạng rỡ nhất hồi. Nhìn ngắm sắc phốc phì nhiêu của nam em, chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra ngay một phép so sánh với Nhã Phương. Dù mới sinh con xong, nhưng nữ diễn viên vẫn cực kỳ thon gọn xinh đẹp. Gương mặt bà xã Trường Giang không hề có chút dư âm của bầu bì, vô cùng thanh tú và nhẹ nhàng. Gương mặt và cơ thể của nam em lớn gấp rưỡi Quế Vân. Có vẻ như người đẹp lại đang tăng cân, nam em đi lễ với hội chị em. Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt mẫm mỉm rõ rệt, hình ảnh nam em Quế Vân vài ngày trước. Còn đây là diện mạo đáng ganh tị hậu sinh nở của Nhã Phương. Xinh đẹp trẻ trung nhất hội bạn. Lục ảnh thuở mới yêu, vợ chồng đang lê tình bể tình, Ốc Thanh Vân chí rùa thay đổi chóng mặt. Là một nghệ sĩ, cởi mở về chuyện nghề, chuyện đời, nhưng Xuân Bắc lại khá kín tiếng khi nhắc về cuộc sống riêng. Bà xã nam diễn viên có tên là Nguyễn Hồng Nhung, là giảng viên khoa sân khấu của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Trong một bài phỏng vấn, Xuân Bắc từng chia sẻ, ở nhà khi sai vợ mắng, anh vẫn nói vâng ạ. Điều đó cho thấy Xuân Bắc vẫn rất nể và cưng chiều bà xã Hồng Nhung. Trong nhận thức hình thời trẻ, cặp đôi khiến công chúng bất ngờ về độ ngọt ngào tình tứ, không kém lớp trẻ ngày nay. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng nghệ sĩ Chí Chung lại đem lòng yêu thương cô tiểu thư nhà giàu Ngọc Huyền, con gái của một chủ tiệm ảnh nổi tiếng phố Huế. Suốt nhiều năm trời, đôi tình nhân trẻ vấp phải vô số phản đối dèm pha từ cả gia đình và dư luận. Dù vậy, Chí Chung, Ngọc Huyền vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu bất chấp khó khăn về tài chính và chênh lệch địa vị, để nên vợ nên chồng, cưới nhau về ở tại căn gác nhỏ hơn 10m2 của mẹ Chí Chung để lại. Cô tiểu thư Ngọc Huyền chỉ được phân một chiếc giường nhỏ, phải đi xin những bức họa báo về gấp lại để làm tấm rideau kín đáo. 33 năm kết hôn trải qua nhiều sóng gió, cũng có khi vợ chồng lục đục, nhưng vì tình yêu cả hai cố gắng thông cảm cho nhau và tiếp tục xây dựng mái ấm gia đình. Học chung trường Trung học Phổ thông Thăng Long, Hà Nội, Khải Anh và Đan Lê nhanh chóng bén duyên bằng một mối tình gà bông thuở học trò vô tư. Những năm 1998-1999, khi trào lưu chụp ảnh Hàn Quốc đang thịnh hành, cặp đôi đã có khá nhiều bộ ảnh tình tứ ngọt ngào làm kỷ niệm. Tình yêu đẹp tưởng chừng đã có thể cập bến hạnh phúc, bất ngờ tan vỡ. Khi Khải Anh đi du học, sau khi chia tay tình đầu đang lê lên xe hoa với biên tập viên Xuân Hùng. Hôn nhân không hạnh phúc, nữ biên tập viên xinh đẹp nhận ra Khải Anh mới là chân ái cuộc đời này. Ngày 16 tháng 2, 2011, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau nhiều năm xa cách, bỏ ngoài tai những lời dèm pha. Đến nay, Khải Anh và Đan Lê vẫn là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt.
vừa hỗ trợ nhau trong công việc, vừa là những người bạn đời thấu hiểu, chia sẻ cho nhau mọi vui buồn. Hồng Đăng kết hôn từ khá sớm với cô bạn thân Anh Đào, gây bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Xem lại những bức ảnh cũ của cặp đôi có thể thấy, đám cưới của họ chẳng cầu kỳ xa hoa, nhưng hai người đều không giấu được ánh mắt hạnh phúc khi được sánh vai bên người mình yêu. Trải qua nhiều năm, dù có những lời xì xào về sự chênh lệch ngoại hình giữa hai vợ chồng, nhưng Hồng Đăng ngày càng yêu thương, chiều chuộng bà xã nhiều hơn, chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của họ. Lấy vợ kém 16 tuổi, ngay từ những ngày đầu hẹn hò, Lý Hải đã được nhiều người ngưỡng mộ vì có được trái tim của một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như hot girl Minh Hà. Vượt qua chênh lệch tuổi tác, Lý Hải Minh Hà trở thành một trong những cặp đôi vợ chồng được yêu mến nhất nhì showbiz. Có lẽ khi đi chụp ảnh báo cho một tạp chí tuổi teen vào năm 2008, Công Vinh Thủy Tiên không ngờ rằng đây là mối lương duyên trọn đời của họ. Dù có những khác biệt về tính cách và lĩnh vực hoạt động, nhưng cả hai vẫn trở thành một nửa của nhau và giờ là một đôi vợ chồng hạnh phúc bên con gái bánh gạo. Yêu nhau từ tuổi ô mai, cô nữ sinh gương mẫu Thanh Vân bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với cậu học sinh cá biệt Minh Trí, thậm chí nàng ốc còn là người cầm cưa trước. Tuy nhiên, khi Thanh Vân quyết định sẽ thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh, Minh Trí phản đối quyết liệt, cả hai đường ai nấy đi. Chia tay nhau được vài tháng, cả Thanh Vân và Trí Rùa đều đã có người mới, nhưng nhận ra bản thân còn nhiều tình cảm. Cô ốc lại theo đuổi chàng Rùa một lần nữa, cả hai quay về bên nhau, tổ chức lễ đính hôn, nhưng lại chia tay. Lần thứ hai trở về bên nhau, cặp đôi chính thức làm đám cưới vào tháng 10, 2008. Sau 10 năm yêu, đến giờ gia đình nhỏ của nữ MC đã đón thêm 3 thành viên mới. Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ, chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình và luôn sẵn sàng lắng nghe, là người luôn ở bên cô lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, được bà xã chăm sóc mát tay, Chí Rùa ngày càng đẹp trai phong độ, không còn là anh chàng cao gầy thư sinh. Ông xã Thanh Vân ra dáng quý ông Thành Đạt bảnh bao, nhiều người cũng cho rằng hẳn tình yêu và hạnh phúc viên mãn đã khiến Chí Rùa ngày càng lên hương nhan sắc.